Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Thuế và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Trong số này của chúng tôi sẽ phản ánh thu ngân sách nhà nước một năm đầy thách thức, cuối chuyên mục giới thiệu một số chính sách thuế mới. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 là năm thứ 5 liên tiếp tỉnh Điện Biên quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt tổng thu ngân sách địa phương vượt trên 10.000 tỷ đồng. Trong đó, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt gần 1.250 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa qua, thì chỉ có dự ước tổng thu ngân sách địa phương là hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, còn nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 cũng như thiên tai dịch bệnh chỉ đạt 99,26% kế hoạch. Với nhiều kết quả khả quan trong năm 2019, tỉnh Điện Biên bước vào năm 2020 với quyết tâm cao để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo pháp lệnh Bộ Tài chính giao, cũng như kế hoạch mà Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đối tượng nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với ngân sách nhà nước. Công tác đối thoại cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nguồn thu, triển khai các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế đã được ngành thuế triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ. Các cơ quan thuế từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường bố trí đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để tiếp nhận cũng như giải đáp đầy đủ những thắc mắc của đối tượng nộp thuế. Chính việc làm này đã góp phần đẩy nhanh việc thực hiện các chính sách thuế tới đối tượng nộp thuế trong toàn tỉnh. Trong những năm vừa qua thì các chính sách thuế cũng như là quản lý thuế ở Việt Nam cũng như là trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có những cái sửa đổi bổ sung hoàn thiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn của công ty cũng như là trong cái việc góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của tỉnh nhà. Cái thứ hai là về phía công ty cũng như là cơ quan thuế cũng đã có những cái tuyên truyền hỗ trợ về chính sách cho công ty để làm sao mà đảm bảo cái việc mà kê khai cũng như là nộp thuế cho cơ quan nhà nước là được đầy đủ và một cách minh bạch. Ở trong huyện Mường Nhé này thì việc kinh doanh các thứ thì đội thuế tuyên truyền đầy đủ các thông tin về chính sách thuế của nhà nước và của cửa hàng tư nhân riêng của gia đình thì nộp thuế đầy đủ đối với lại cơ quan thuế. Nói chung là không có gì vướng mắc khó khăn gì cả. Năm 2020, Chi cục thuế khu vực thành phố Điện Biên Phủ Mường Ảng được giao nhiệm vụ thu trên 300 tỷ đồng tiền thuế, chiếm gần 1/4 kế hoạch tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh. Xác định nhiệm vụ quan trọng được giao, Chi cục thuế khu vực thành phố Điện Biên Phủ Mường Ảng đã tập trung phổ biến tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế, các chính sách và thủ tục hành chính thuế, nhất là các quy định mới được ban hành hoặc sửa đổi bổ sung về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cũng như việc phát hành sử dụng hóa đơn. Đồng thời, đơn vị còn chủ động đổi mới phương thức kê khai nộp thuế đối với cơ quan thuế và người nộp thuế. Đến nay, 100% các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ cũng như huyện Mường Ảng đã thực hiện việc kê khai và nộp thuế điện tử. Cơ quan thuế chúng tôi xác định là người bạn đồng hành với lại người nộp thuế. Thì trước hết là cái bộ phận tuyên truyền hỗ trợ của cơ quan thuế chúng tôi là phải thường xuyên hỗ trợ người nộp thuế và đặc biệt là chúng tôi thực hiện nhiều các cái phần mềm hỗ trợ người nộp thuế. Do đó là công tác tuyên truyền để hỗ trợ là chúng tôi hết sức là chú trọng. Thứ nhất là tuyên truyền các cái chế độ chính sách mới, tuyên truyền vận động các cái tổ chức doanh nghiệp để thực hiện các cái quy trình ứng dụng mới mà quay ngành thuế đã triển khai và qua đó có những cái khó khăn vướng mắc thì sẽ trực tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp bằng điện thoại, bằng thư điện tử, rồi thậm chí là trực tiếp xuống đến các doanh nghiệp. Đấy, gọi là cầm tay chỉ việc, giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt được cái hệ thống và các cái chính sách mới để tạo điều kiện cho doanh nghiệp là thực hiện cái việc kê khai cũng như nộp thuế được thuận lợi, giúp doanh nghiệp là giảm bớt được cái chi phí thực hiện về cái pháp luật thuế. Tuy nhiên, bước vào quý 2 năm 2020, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã bắt đầu xuất hiện khó khăn nhất định. Theo Nghị định số 41-2020 của Chính phủ về việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất
Trên địa bàn tỉnh Điện Biên có gần 870 doanh nghiệp phải kê khai thuế theo tháng, 77 doanh nghiệp kê khai thuế theo quý được gia hạn thuế, trên 840 doanh nghiệp được gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp, 80 tổ chức thuê đất được gia hạn tiền thuê đất và hơn 850 hộ kinh doanh được gia hạn thuế khoán. Như vậy, trong quý 2, Điện Biên sẽ hụt thu khoảng 25-30 tỷ đồng. Ngay sau đó, để khắc phục những khó khăn này, ngành thuế đã chủ động tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp điều hành nguồn thu liên quan đến các lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và đất đai, để bù đắp vào những khoản được gia hạn theo Nghị định 41 của Chính phủ. Đồng thời tập trung rà soát đánh giá lại các nguồn thu để quản lý chặt chẽ, đảm bảo hoàn thành số thu theo dự toán đã được Bộ Tài chính cũng như Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Để triển khai hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020, thì ngành thuế chúng tôi cũng đã xây dựng một số các cái giải pháp, các cái kịch bản để hoàn thành cái dự toán phấn đấu năm 2020. Cụ thể là tăng cường hơn nữa cái việc khai thác các cái nguồn thu mới phát sinh để đưa vào quản lý. Và đồng hành với đó thì cục thuế đã chỉ đạo các đơn vị chi cục thuế các huyện khu vực sẽ tăng cường hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền các địa phương, đặc biệt là việc đẩy nhanh các cái tiến độ các cái kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất của các địa phương để bù đắp vào các cái nguồn hụt thu. Những khó khăn đối với công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên cũng không chỉ dừng lại ở đó. Bên cạnh việc đẩy mạnh cắt giảm đầu tư công, dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện, người dân trên địa bàn toàn tỉnh phải thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trong 2 đợt, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn đơn vị quản lý, khi mà các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa cần thiết như dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân vận động, các tụ điểm vui chơi giải trí, các cơ sở làm đẹp, quán cà phê, quán bán đồ ăn sáng đều phải đóng cửa, dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh trong thời gian này để phòng chống dịch. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế bị thiệt hại bởi dịch bệnh COVID-19 gây ra, góp phần giúp cho người nộp thuế có điều kiện vượt qua khó khăn trong hoạt động kinh doanh, các cán bộ của đội đã tăng cường đối thoại, chủ động hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các quy trình, thủ tục, làm đơn xin đăng ký gia hạn, giãn thời gian nộp thuế đúng theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 42 của Chính phủ, cũng như công văn 897 mà Tổng cục Thuế đã ban hành. Để thực hiện cái dự toán thu của đối với đội thì đội cũng đã rà soát đối với các cái hộ kinh doanh mà đã có đơn xin nghỉ kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid, thì đội cũng đi rà soát cho các cán bộ rà soát lại toàn bộ những cái đơn, cái hộ kinh doanh mà đã có đơn thì nay họ ra kinh doanh thì đội đưa vào quản lý và thu thuế làm sao cho nó đầy đủ, chính xác và kịp thời. Đội cũng đã tuyên truyền cho các hộ là cái việc gia hạn và đến hạn là hộ kinh doanh phải thực hiện nộp thuế đầy đủ khi là hết thời hạn nộp thuế. Thì trong cái dự toán thu của đội thì đội cũng đã dự tính là cái việc thu này sẽ được đảm bảo làm sao mà huy động hết các cái nguồn thu và ngân sách theo đúng quy định. Cái việc gia hạn nộp thuế này thì các hộ đều cam kết là chậm nhất là đến 30 tháng 12 là cái thời hạn nộp thuế chậm nhất của quý 2, thì các hộ đều cam kết là nộp thuế đầy đủ với ngân sách nhà nước. Để hoàn thành kế hoạch thu thuế, chống thất thu cho ngân sách nhà nước, song song với đẩy mạnh thực hiện các biện pháp quản lý nợ, cơ quan thuế và nhiều địa phương trong tỉnh còn chủ động thực hiện nhiều giải pháp phù hợp với thực tế nhằm nuôi dưỡng nguồn thu ổn định. Nhiệm vụ quan trọng nhất chính là tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các tập thể cá nhân và thu hút thêm nhiều nguồn vốn đầu tư. Chính vì thế, ngành thuế đã tích cực tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện thanh quyết toán đối với các công trình, dự án xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhằm nâng cao nguồn thu, quyết tâm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đảm bảo tiến độ giao. Chi cục thuế các địa phương còn chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách, điều hành ngân sách và thực hiện kế hoạch chi và thu cân đối theo lộ trình phù hợp nhất. Đội thuế liên xã chúng tôi đã chỉ đạo anh em là đi cùng chính quyền xuống tận cơ sở rà soát lại
các cái hộ kinh doanh cũng như các đối tượng người nộp thuế khác để vận động người ta kê khai kịp thời vào ngân sách nhà nước. Để phát triển được cái thương mại dịch vụ ấy, thì cũng đã tham mưu cho chính quyền cái đầu tư được cái trung tâm thương mại, ví dụ như cái chợ trung tâm là bắt đầu khánh thành, đó cũng là một cái trung tâm để cho phát triển về cái thương mại dịch vụ. Về các cái nguồn thu khác thì nó chỉ là phù hợp, chúng tôi tham mưu cho phù hợp với từng cái giai đoạn cụ thể để tham mưu cấp ủy chính quyền điều hành các cái công việc trực tiếp để cho phục vụ cho công tác thu thuế. Tỉnh Điện Biên có 3 nguồn thu chính, đó là thu nội địa, thu hải quan và thu viện trợ. Tính đến đầu quý 3 năm 2020, nguồn thu hải quan từ các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực xuất nhập khẩu đã cán đích khi đạt số thu là 46,7 tỷ đồng, tăng 122% so với dự toán. Thu viện trợ đạt hơn 32,9 tỷ đồng, hoàn thành dự toán. Còn đối với nhiệm vụ thu ngân sách nội địa trên địa bàn vẫn đối mặt với rất nhiều khó khăn khi kết thúc 11 tháng của năm 2020. Ngành thuế cũng chỉ thực hiện thu được gần 920 tỷ đồng, hoàn thành 79% so với dự toán theo pháp lệnh Bộ Tài chính giao và đạt gần 77% so với kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trước tình hình khó khăn này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết liệt đốc thúc, chỉ đạo các cấp các ngành trong tỉnh tập trung thực hiện rà soát các khoản thu, tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công đã giao theo kế hoạch năm 2020, đồng thời tăng cường tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tích cực triển khai các biện pháp khẩn trương hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp tái đầu tư, khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh sau những khó khăn gặp phải. Do tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19, do vậy mà cái khả năng thu ngân sách trên địa bàn của tỉnh Điện Biên sẽ khó hoàn thành cái dự toán đã được Hội đồng dân tỉnh giao. Như này để đảm bảo hoàn thành được cái dự toán đã được giao, thì Ủy ban dân tỉnh đặt ra mục tiêu là phải phấn đấu để hoàn thành được cái chỉ tiêu giao thu ngân sách mà Bộ Tài chính đã giao cho tỉnh Điện Biên. Để đạt được việc này thì tỉnh đang tập trung vào mấy cái giải pháp cụ thể như sau. Cái thứ nhất là chỉ đạo ngành thuế và ủy ban dân các huyện tập trung vào rà soát, đánh giá tất cả các cái khoản thu, các sắc thuế, các khoản phí, lệ phí để từ đó làm rõ được những cái đang khó khăn, những cái thuận lợi để quyết liệt chỉ đạo các biện pháp để đảm bảo về thu ngân sách. Xác định hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là tiền đề thuận lợi để tỉnh Điện Biên khắc phục những khó khăn gặp phải trong năm 2020, tiến tới khôi phục và tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế đến mọi tổ chức cá nhân nộp thuế, ngành thuế còn tăng cường đôn đốc khối phòng chuyên môn, chi cục thuế các huyện và các chi cục thuế khu vực trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung chủ động khai thác triệt để các nguồn thu, chống thất thu và thu nợ đọng thuế, đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn của tỉnh trong năm 2020. Để phấn đấu hoàn thành cái nghị quyết, số thu ngân sách mà được nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao là 1.196 tỷ đồng. Thì ngành thuế chúng tôi tập trung vào một số các cái giải pháp trọng tâm. Trước mắt là chúng tôi sẽ đến thời điểm này thì cũng đã hết cái thời gian gia hạn đối với các cái khoản gia hạn nộp thuế theo nghị định số 41 cũng như các cái quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy là ngành thuế chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, chi cục thuế các huyện, thị xã, khu vực là tập trung đôn đốc các cái khoản thuế đến hết thời gian gia hạn để nộp vào ngân sách. Và cái nhiệm vụ tiếp theo nữa là chúng tôi sẽ tập trung vào công tác quản lý, rà soát cũng như áp dụng các biện pháp để thu hồi đôn đốc thu hồi nợ thuế. Kết thúc năm tài chính 2020, theo số liệu thống kê của các ngành chức năng, tỉnh Điện Biên có 50% các khoản thu nội địa đạt và vượt so với dự toán giao. Dự ước tổng thu ngân sách địa phương của tỉnh đạt gần 11.000 tỷ đồng, vượt gần 10% so với dự toán giao. Trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 1.240 tỷ đồng. Mặc dù chỉ đạt 99,25% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, nhưng đây cũng là một con số đầy ấn tượng khi mà tỉnh Điện Biên đã phải trải qua một năm với nhiều khó khăn, thách thức lớn.
Bước vào năm 2021, đây là năm kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, đồng thời cũng là năm đầu tiên tỉnh Điện Biên thực hiện các định hướng, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Về kế hoạch trong năm 2021, Điện Biên mạnh dạn đề ra mục tiêu phấn đấu có tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.320 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 1.280 tỷ đồng. Với quyết tâm đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu lực hiệu quả hoạt động, quản lý điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính và môi trường đầu tư kinh doanh. Trên cơ sở đó, để tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm, thu hút được nhiều nguồn lực từ bên ngoài đầu tư vào tỉnh nhằm tạo ra sức lan tỏa lớn để thực hiện bước đột phá quan trọng về thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời chủ động dự báo từ sớm những khó khăn vướng mắc để khẩn trương kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời. Tin rằng với quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh, Điện Biên sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra. Ngày 19 tháng 10 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn. Nghị định đã điều chỉnh tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính về thuế và có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 12 năm 2020. Theo đó, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định các vi phạm hành chính với số thuế từ 100 triệu đồng trở lên hoặc giá trị hàng hóa từ 500 triệu đồng trở lên được xác định là vi phạm hành chính về thuế có quy mô lớn và vi phạm hành chính từ 10 số hóa đơn trở lên được xác định là vi phạm hành chính về hóa đơn có quy mô lớn. Nguyên tắc xác định mức phạt tiền khi có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ được tính tăng hoặc giảm 10% mức phạt trung bình của khung phạt tiền. Nhóm hành vi vi phạm thủ tục thuế có mức phạt tối thiểu là 500.000 đồng và mức tối đa là 25 triệu đồng. Mức phạt tiền sẽ tăng mạnh đối với nhóm hành vi vi phạm về thời hạn đăng ký thuế, chậm nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp vi phạm về thời hạn đăng ký thuế, thời hạn thông báo ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn với mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế, mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 7 triệu đồng. Hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế, không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn giảm, hoàn sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 8 triệu đồng. Về xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, mức phạt tiền tối thiểu là 2 triệu đồng, mức tối đa là 25 triệu đồng. Trong đó, hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế từ 1 đến 30 ngày sẽ phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Đối với hành vi chậm nộp từ trên 30 ngày, mức xử phạt nặng hơn từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá 90 ngày thuộc hành vi trốn thuế nhưng người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra hoặc trước khi lập biên bản thì không bị xử phạt hành vi trốn thuế nhưng bị xử phạt với mức tiền phạt từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng để tương ứng với mức độ tính chất của hành vi này. Nghị định số 125/2020/NĐ-CP cũng quy định hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế sẽ bị xử phạt từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Hành vi vi phạm quy định về chấp hành quyết định kiểm tra thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế sẽ bị phạt từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn giảm hoàn cao hơn so với quy định đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn giảm hoàn. Nghị định còn quy định chi tiết về mức phạt tiền đối với hành vi trốn thuế theo tiêu chí tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và phù hợp với nguyên tắc của luật xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể, phạt một lần số thuế trốn đối với hành vi trốn thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên. Phạt 1,5 lần tính trên số thuế trốn đối với hành vi trốn thuế mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc tình tiết tăng nặng. Đối với các trường hợp trốn thuế có tình tiết tăng nặng sẽ bị phạt từ 2 đến 3 lần. Chuyên mục Thuế và Cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên hôm nay đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.